Rồi hello, Hồng An chào anh em. Hồng An chúc anh em cả nhà mình đón một cái lễ, đi chơi lễ thật là vui vẻ, mạnh khỏe, bình an nha anh em. Đúng ra Hồng An cũng đang ở nhà nghỉ lễ anh em ơi à. Nhưng mà hôm nay cũng được anh em khách hàng họ đem những cái đồ qua tiệm tận nhà mình luôn anh em ơi. Hôm nay được mấy cái mối cũng ok, khách hàng họ đem tới nhà mình luôn những cái sản phẩm rất là đẹp. Thì sau này anh em nào mà ở nhà mình khách hàng đó có những cái xe phụ tùng xe không có dùng á, đem trực tiếp qua shop nha anh em ha. Shop mua cho anh em giá của tôi đó là cao lắm nha anh em à. Đặc biệt là sản phẩm là phải đẹp theo xe thì shop mới mua nha anh em ha. Và những cái sản phẩm mà nó mục, nó xét, nó nát thì shop không có mua đâu nha anh em à. Thì nè, đây là sản phẩm của khách hàng đem qua, gồm có 4 món thôi anh em ơi, không có nhiều, cho một chiếc xe Future X FI gì đó à. Thì mình thấy là xe này đẹp, cái đồ này rất là cọp anh em ơi. Trước tiên là cây bô Future X 2010, đem khởi đát cho anh em ha, 2010 nha anh em. Và cái cổ của nó nè anh em, như mới luôn á. Ghê gớm chưa anh em. Cái bô này thì anh em có thể ráp cho 209, 208, 207 cũng được cho anh em. Mà đúng của nó là 2010, thì nó có đáp 2010 mà anh em. Đáp đó, anh em mua bô để ý nha, đáp tầm đây nữa. Không nè anh em, 209 là nó có số 9, 8 là nó có số 8, 7 là nó có số 7 nha anh em ha. À, 2010. Thì cái bộ này anh em có thể ráp cho neo kim, FI, bánh căm đều dùng được. Kể cả 209 bánh căm anh em vẫn dùng được nha anh em ha. Vì FI 209, 208 bánh căm là nó không có xài cái dĩ che ngoài anh em à. Bánh mâm nó mới có dĩ che ngoài thôi, bảo vệ anh em à. Không có dĩ che ngoài thì có thể dài xài cho FI 208, 209 vẫn được. Nhưng mà đặc biệt là cái dòng bánh căm thôi nha anh em ha. Bánh mâm thì anh em muốn dùng thì phải hàn lại, hàn hai con ốc, bắt cái một cái dĩ ngoài để che lại à. Anh em xài bánh mâm muốn bắt cái bô này vô rồi về, đúng ra thì nếu đúng theo cái kiểu của xe là phải có hai con ốc bắt cái dĩ che ngoài đó. Mà anh em muốn ráp thì cũng được. Mà nếu đúng theo cái và chuẩn của một nhà sản xuất á, là bánh căm thì dùng được, bánh mâm là nó đều có một cái dĩ che ngoài đó, như vậy thôi. Còn Future X là không có xài dĩ che ngoài nha anh em. Đặc biệt dòng Future X là không có xài dĩ che bô ngoài. À, nó suông như vậy đó anh em, nó suông hết nguyên cây à. À, còn anh em nào mà ráp cho 208, 209 đầu 70 gì đó mà bánh căm thì ok luôn. Nếu mà anh em muốn ráp bánh mâm lên á là phải hàn thêm hai con ốc, bắt cái dĩ che ngoài là ok nha. Cái bô này như mới, bô rất là mới anh em ơi, rất là mới, rất là mới anh em ơi, bô mới lắm anh em ơi. Khách nói là mua về là tháo cái bô này ra rồi, tháo hết đồ ra, gắn những cái đồ chơi đó ra, còn dư lại để ở nhà cũng chật chỗ, không biết làm gì hết. Thấy shop bán đồ phụ tùng thì có mua những cái đồ đẹp á thì đem qua shop bán trực tiếp với shop luôn. Nhưng mà Hồng An mua đồ giá cao lắm nha anh em ha. Anh em khách hàng nào ở nhà mà có dư những cái đồ mà không có dùng tới đó, tháo trên xe ra mà đồ đẹp á, hàng theo xe đi đem qua shop mua hết. Các dòng xe số, xe ga đều mua nha anh em ha. Cái Accenter 2010, cái phụ tùng linh kiện nào mà cảm thấy dùng được á, còn đẹp này shop mua hết à. À, căm đùm niền bánh gì đó, yên bẩn bô gì đó à. Cái dòng xe số thì căm đùm niền nè, bẩn nè, bô nè à.
cái nào mà cảm thấy nó đẹp là đem qua shop shop mua cho. Mà trước khi đem qua anh em chịu khó chụp hình nha, chụp hình kỹ cái. Mất công anh em đi qua shop nó xa quá rồi, nhiều khi anh em shop không có mua thì cũng cũng ngại. Trước khi qua chụp hình, các bạn chụp hình để shop xem kỹ cái sản phẩm có đúng đời đúng đáp hay là không, hay là hàng mới. Hàng mới là shop không có mua nha, chứ là hàng tháo xe ra thì shop mới mua đâu nha anh em. Hàng mới thị trường bán đầy, đâu có shop không có mua những cái hàng mới đâu. Hàng tháo xe ra anh em mua những con neo hoặc những quay thái gì đó, rim thái đó, những cặp bánh, những cái vỏ hoặc những cái bửng, cái gì mà anh em cảm thấy là nó còn sử dụng được, ok là shop mua hết. Càng đẹp thì càng có giá nha anh em. Rồi, cái bộ này anh em nhìn kỹ nha, rất là đẹp nha anh em. Bộ này như mới rồi, không có gì coi anh em ơi. Anh em có thể ráp cho những con xe vài ngàn cây vẫn được á. Theo mình nghĩ là vài ngàn cây hợp lý đó anh em. Ráp cho gì, ráp xe cọp đi đó. Anh em cả nhà nào mà đang cần một cây bô 208, 209 bánh câm hoặc Future X, ráp xe cọp thì ok luôn nha anh em. Quá đẹp. Bô này còn gì kiếm nữa anh em, không có gì để chê hết. Không có mớp, không có bị chày gì hết nha anh em ha. Bóng sáng luôn anh em. Cái này mình chưa có bát đâu, mới có lau sơ nhẹ thôi anh em ha. Đánh một cái là như mới luôn đó anh em. Này anh em nhớ nè, nó không có dơ, không có bị khói anh em. Chạy không có nhiều đâu anh em ơi. Chắc xe này ông anh chắc cũng tháo ra, nó thay cũng là còn mới lắm mới tháo nó ra đó. Không có cảm giác có miếng khói nào hết trơn anh em, sạch trơn à. Cái bô này không hề rẻ cho anh em ha. Nói chung thì anh em chỉ có về ráp cho những con xe cọp thôi. Còn ráp những cái xe chung chung là rất là phí nha, thì giá thành nó cao lắm anh em. Ráp xe cọp vài ngàn cây là chuẩn luôn. Anh em có Future X vài ngàn cây, bô bị mục, bị sét, hoặc Future Neo FI 208, 209 bánh câm, hoặc Neo Kim là hợp bài. Đúng bài luôn nha anh em ha, đúng bài luôn đó. Cây này mình bán đúng giá mình mới bán cho anh em ha. 4 triệu mình mới bán cho anh em, 4 triệu mới bán nha. Còn những cái bô mới bây giờ nó bán có 1 triệu mấy thôi anh em ơi. Những hàng bô mới đó có 1 triệu mấy thôi à, của hãng đó anh em. Nhưng mà đặc biệt anh em nhìn kỹ nha, những cái dòng bô mới á là bên trong đây nó mờ anh em ha. Bên trong đây nó mờ nè, đoạn bên trong nó mờ nha. Nó có một lớp xi mờ. Phần ngoài thì nó bóng anh em ha. Mà bô theo xe á là mặt trong mặt ngoài đều bóng hết, không có mờ anh em ha. Nhìn cái bô là anh em biết là cái bô thật hay bô giả rồi. Bô hàng mới thì nó mờ, bên trong nó mờ đó. Ở ngoài thì nó sáng, còn bô theo xe á là nó sáng bóng hết trơn anh em đó. Mà nó có đáp, có năm ở đây nè anh em ha. Rồi ok nha anh em, một cây bô này 4 triệu nha. Thì nói chung là rất là hiếm. Hồng An là lao sạch sẽ là bắt đầu trưng lên kệ đó anh em, để dành đó chơi anh em ơi. Rồi tiếp đến là một cây cần số. Cần số này rất đẹp anh em ơi, rất là dơ ha, chưa rửa. Cần số màu lính nè anh em, màu lính anh em ha. Màu lính là thường thường nằm ở 208, 209 màu lính đó anh em. Màu lính con ốc luôn nè. Cần số này nói chung là hôm nay mà được cái cần này chắc không hề dễ có đâu anh em ơi. Còn như mới à, nó lại là đúng răng của nó đó anh em. Những cái cần neo á, cái mép đầu nó sẽ bị lại nha, không phải như những cái cần số của Fuse X nha anh em ha. Fuse X nó gai nó bít bùng hết trơn à. Cái này là nó hơi lại, nó mới đúng nè, chưa có mòn anh em. Chưa có mòn anh em ha. Xét là phải có xét rồi, đã dùng qua mười mấy năm anh em, làm sao mà đang thui được, không có xét được. Quá đẹp. Giờ tìm đâu ra anh em. Cái cần này bây giờ ráp như con xe có vài ngàn cây là ok luôn á. Đúng ok luôn anh em. Gắp xe vài ngàn cây thôi, hợp lý luôn á. Cái màu đẹp quá anh em ơi. Cái này mình bán 1,5 triệu cho anh em ha. Hàng mới nó có 100 mấy chục ngàn rồi anh em. Hàng của hãng mới bây giờ á, nhưng mà nó đang thui à. Không có màu này đâu anh em, rất là đen, đen bung luôn anh em. Nhưng mà cái răng của nó là nó tràn mép luôn nha, không phải như cái răng này đâu anh em. Răng này chỉ có răng theo xe nó mới lại thôi.
những cái cần mới của hãng bây giờ là nó tràn mép luôn á, đen thui. À, mà anh em nhìn cái công nghệ họ làm bây giờ nó thô lắm, nó không có được những cái cạnh nó đẹp vậy đâu anh em. Cạnh rất đẹp nè, thấy không? Hàng mới bây giờ cạnh nó bén lắm, thô lắm anh em. Nó không có được kiểu giống như là cái cạnh nó làm theo cái kỹ thuật công nghệ cao đó anh em, tức là đẹp. Hàng công ty làm mới nó khác, hàng hãng giờ nó ráp ráp cũng khác. Hàng theo xe, trên một chiếc xe nó sẽ khác anh em. Không thể nào phân biệt được đâu. Cây này 1,5 triệu mới bán được nha anh em ha. Rồi tiếp đó là một cây chống ngang. À, chống ngang này cũng là trên ông anh đưa luôn. Ok nha anh em ha. Gai cũng dày lắm anh em. Chưa có mòn nhiều. Chưa mòn nhiều nha. À, chưa mòn nhiều. Răng cỏ còn nguyên hết. Hơi nói chung là cũng hơi chốc chốc là đúng rồi, đá tới đá lui mà anh em, nhưng vẫn còn ok anh em ha. Sơn đen còn nha anh em, chưa bạc chưa bay. Cây này mình bán 1,000,000 nha anh em ha, 1,000,000 một cây nha, của dòng neo nha anh em, neo ít xài chung nha anh em ha, 1,000,000 một cây. À, rồi tới cái gác chân giữa, quá ok luôn. Cao su zin. Cao su zin anh em. Đó. Gai còn dày lắm anh em. Như mới à. Thấy chưa? Cái này quá mới rồi anh em. Đang thui. Trời ơi nó gài anh em. Đó, theo xe nó sẽ như vậy nó mới đúng đó. Cao su nó bị nứt, bị gân hết trơn anh em thấy không? Đó. Cao su giờ nó dở lắm anh em ơi, đậu lâu nó sẽ bị nứt bị gân nè. Quan trọng là phần dưới, coi cái đáy nó nè. Găng ốc còn nguyên, đen mung. Này thiếu cái argo rồi nè, cái này Hồng An sẽ cho argo thêm cho anh em nha. Thì mình mới mua sao để nguyên vậy, cho argo giống giống vậy nè, đưa vào cho anh em luôn. Tháo lộn hay sao đó. Nhưng mà cái này đẹp lắm nha anh em. Còn đen mùng nữa ha, đen nè, thui à. Quá đen. Quá dày. Đẹp quá. Mỗi hàng ta chắc ghê anh em. Hàng theo xe nó quá chắc. Nặng lắm anh em ơi. Không có bạc, không có chóc, không có cà gì hết. Mười mấy hai chục năm rồi nè. Trời ơi đã đẹp. Rồi. Quá đẹp. Đã nè. Còn vàng hết trơn. Rồi, cây này mình bán 1,5 triệu luôn nha anh em ha. À, thì ở đây là những sản phẩm mà dành cho anh em mình ráp những con xe xe đẹp. Anh em ở nhà mình đang cần và đang thiếu thì liên hệ shop nha. Sản phẩm này là hàng đẹp, mình cũng báo giá rồi cho anh em có thể đi mua những cái cây bô của hãng mới bây giờ có 1,000,000 ngoài thôi là có một cây bô rồi. À, và một cái cần số thì chỉ có 100,000+ là có hàng hãng mới rồi anh em ha. Kể cả cái chống ngang cũng vậy, đá trong ngàn là có 100,000+ là có của hãng rồi anh em, hàng mới bây giờ anh em ha, Honda luôn nha anh em. À, còn cái bộ này cũng có vài trăm ngàn thôi là mua được một cái hãng rồi, hàng mới rồi. À, hàng mới bây giờ nha, của hãng nha. Còn ở đây là hàng theo xe, hôm ra anh em mình đắn đo trước khi mình mua anh em ha. À, giá trị của những hàng theo xe nó rất là cao, không có rẻ đâu anh em. Đặc biệt cái tiếng bô anh em nghe thấy nó sẽ khác, nặng hơn và nó đẹp hơn. Nặng dữ lắm anh em. Đó. Mình cũng phân tích rồi nha anh em ha. Bô theo xe thì cái độ bóng bên trong bên ngoài nó y nhau. Còn hàng mới nó sẽ bên trong nó sẽ mờ, một lớp mờ. Bên ngoài nó sẽ bóng và cái đáp nó không có đúng đáp. Và tiếng bô nó nghe rất là dở. Tiếng bô nó bị trống anh em, rất là dở nha anh em ha. Còn bô theo xe anh em nghe đi anh em, bao anh em phơi. Đó. Nhìn cái cổ là chịu không nổi. Rồi, ok nha.
xin xuống like anh em ha. Cảm ơn cả nhà mình đã xem, và một lần nữa chúc anh em một kỳ nghỉ lễ luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an cùng với gia đình. Bye bye. Cả nhà mình cho mình một trái tim nho nhỏ, một lượt thích. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh nha anh em ha. Và nhấn nút chuông nha, vì mỗi ngày đều lên những cái clip nhiều khi phục vụ cho anh em mình mỗi lúc mọi nơi, chia sẻ những chiếc xe đẹp, những cái phụ tùng linh kiện, và chia sẻ những kiến thức. Anh em nào có kiến thức sau này sẽ mua được những cái đồ đẹp hơn, tốt hơn, đúng hàng hơn nha anh em. Bye bye cả nhà. Bye bye.